Shop misu.com, shop chuyên bán X45 uy tín chất lượng với vòng quay X45 cực chất, X45 với giá cực rẻ và đặc biệt là thử vận may trúng nick cực VIP, giao dịch tự động 100%. Đường link shop mình sẽ để dưới phần mô tả cho anh em nhé. Hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình và mình xin chúc anh em có một buổi chiều thật vui vẻ nha. Ok, và trong video tiếp theo ngày hôm nay thì mình sẽ bật mí với anh em cái bộ trang phục tiếp theo trong vòng quay kim cương và cũng hướng dẫn anh em luôn cái cách chúng ta nhận cái thẻ level 6 nhân vật một cách hoàn toàn miễn phí luôn nha. Ok, và hôm nay thì gà rán cũng đã chính thức mở bán hai cái hành động, đó chính là hành động tặng hoa này và hành động ngai vàng chung kết nhá. Nếu em nào mà chưa sở hữu hai cái hành động này thì chúng ta tranh thủ chúng ta mua đi, vì hai hành động này chỉ ra bán vài hôm thôi nha. Đấy anh em thấy chưa, và mình cũng đã sở hữu hai cái hành động này rồi. Đặc biệt nhất là những em nào mà có người yêu trong game thì nhớ mua cái hành động tặng hoa tình yêu này nhá. Hành động này thì mình thấy rất chi là lãng mạn luôn. Và hình như là cái hành động này đã hết hàng rồi. Chắc là nó ra mắt thì rất chi là nhiều anh em mua luôn nên là nó đã hết hàng rồi. Và chắc chỉ còn cái hành động là ngai vàng chung kết thôi. Và hai hành động này thì đang mở bán với giá là 200 kim cương một hành động nhá. Mình thấy thì giá này thì cũng phù hợp đấy. Nhưng mà những bạn nào mà đang tuổi đi học đúng không? Cũng không có kim cương để nạp vào đâu. Và cái vòng quay kim cương thì hiện tại thì đang có cái bộ trang phục đó chính là Đại Bàng Vương. Và cái bộ trang phục này thì còn 11 hôm nữa chúng ta mới reset cái vòng quay này nhá. Và bây giờ thì mình sẽ review cho anh em xem cái bộ trang phục tiếp theo trong vòng quay kim cương thì nó sẽ là cái bộ trang phục gì nhá. Và mình thấy cũng đẹp hơn cái bộ trang phục này luôn. Đại Bàng Vương là trang phục con trai, còn cái bộ trang phục tiếp theo đó chính là Đại Bàng Vương nhưng mà là con gái nha anh em. Đấy anh em thấy chưa, wow, rất chi là đẹp luôn. Và cái bộ trang phục của nam thì nó màu đen đúng không? Nhưng mà trang phục của nữ thì nó được bọc bởi một cái màu trắng nha. Mình nhìn thấy rất chi là đẹp luôn. Và nó có cái một cái ánh sáng ở cái chỗ hông ấy anh em. Đấy anh em thấy không? Có một cái ánh sáng màu xanh nó hiện lên đây. Và cái bộ này mà ra thì nhiều anh em lại tốn máu chúng ta hiến vào game để chúng ta quay bộ trang phục này luôn đúng không? Và anh em thấy cái bộ trang phục của nam đẹp hơn hay là của nữ đẹp hơn thì nhớ cho mình một ý kiến ở dưới phần comment nha. Ok, và bây giờ thì mình sẽ đi hướng dẫn anh em cách để chúng ta nhận cái thẻ level 6 nhân vật một cách hoàn toàn miễn phí nha. Và thẻ level 6 của nhân vật của chúng ta thì với trị giá là 1.500 kim cương. Và với trị giá là cũng khá lớn nha. Nhưng mà chúng ta mà đổi bằng cái thẻ FF ấy thì chúng ta đổi thì cũng có hơn 200 cái thẻ FF thôi. Nhưng mà ở đây thì chúng ta có sự kiện nhận miễn phí nên là mình sẽ đi, mình hướng dẫn cho anh em cách để chúng ta nhận miễn phí nha. Ok, thì cái bước đầu tiên thì anh em sẽ vào cái phần sự kiện cho mình nha. Và tiếp theo thì anh em sẽ vào cái phần thông báo nha. Đây, mình sẽ vào cái phần thông báo đây. Và chúng ta vào cái phần là cài view bài hát, chúng ta sẽ nhận được cái thẻ level 6 nhân vật một cách hoàn toàn miễn phí nha. Và bài hát chính thức của Đấu Trường Sinh Tồn 2019 đã chính thức lên sóng. Và trong thời gian từ ngày 9 tháng 9 đến ngày 16 tháng 9 thì nếu bài hát đạt 1 triệu view thì chúng ta sẽ nhận được quà nhá, trị giá 1.500 kim cương. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ đi xem chi tiết xem nó sẽ như thế nào nhá. Và anh em sẽ vào cái trang Garena Free Fire để chúng ta xem chi tiết của cái sự kiện này nhá. Mình sẽ vào mình tìm cái bài viết đó nhá. Ok, và cái bài viết này đây nhá. Wow, đây mình thấy rồi. Và bài hát đạt 1 triệu lượt xem thì quà sẽ toàn server luôn nha. Wow, quà lần này là chúng ta cũng sẽ nhận toàn server luôn chứ không phải là anh em nào cày cuốc thì mới nhận được đâu. Và bài hát là Set Me On Fire, bài hát chính thức của giải đấu trường sinh tồn 2019 ấy, đã chính thức lên sóng. Và trong khoảng thời gian từ ngày 9 tháng 9 đến ngày 16 tháng 9 nếu mà bài hát đạt 1 triệu lượt xem trên YouTube thì chúng ta sẽ nhận được một cái phần quà nhá, trị giá 1.500 kim cương, đó chính là cái thẻ level 6 nhân vật. Và do một vài lý do không mong muốn nên là cái video cũ đã bị ấn đi. À, thế là cái đợt trước là cái video cũ cũng đã đăng rồi nhưng mà bị ấn đi nhá, nên là hôm nay đăng cái video mới nhưng mà vẫn tính nha anh em. Cái đợt video cũ thì chúng ta đạt được 208.000 lượt xem rồi, và cái video mới này thì anh em chỉ việc anh em cày lên khoảng 700.000 view thôi là chúng ta sẽ nhận được cái thẻ level 6 nhân vật một cách hoàn toàn miễn phí nha. Và cái bài hát Set Me On Fire thì hiện tại đã có mặt ở trên kênh của Garena Free Fire rồi, nên là những cái bạn nào mà muốn cày view thì chúng ta vào kênh của Garena Free Fire và chúng ta cày view nha. Mình đếm sơ sơ là cũng được 5-6 view đấy anh em, mình cày cũng được 5-6 view đấy. Và mình tin là 500 anh em, chỉ việc anh em cày chỉ 1-2 hôm thôi là kiểu gì chúng ta cũng nhận được quà rồi đúng không. Và anh em cùng nhớ anh em chung tay chúng ta cày view để chúng ta nhận được quà toàn server lần này luôn nha. Ok, và mình tin chắc rằng chỉ cần 1-2 hôm thôi, kiểu gì anh em cũng cày đủ 700k view chứ đúng không? Thì chúng ta sẽ nhận được cái thẻ level 6 nhân vật.
Và lần này thì quà mình thấy rất chi là ngon rồi đấy. Nếu mà Garena cho chúng ta 1.500 kim cương để chúng ta tự do chúng ta mua những phần quà chúng ta thích thì lại càng ngon hơn đúng không? Nhưng mà mình thấy được cái thẻ level 6 nhân vật thì cũng khá chi là ngon rồi. Và anh em nhớ anh em vào kênh của Garena Free Fire và chúng ta cày view để chúng ta nhận được phần quà rất chi là ngon nha. Ok, và anh em nhớ nhấn một like này, một nút đăng ký kênh và chia sẻ giúp cho mình nha. Và bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo hay hơn và bổ ích hơn nha.